Đồ họa của mỗi tựa game là chìa khóa để thu hút bạn vào tham quan thế giới trong game. Với các tựa game mobile sau đây, người chơi sẽ bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Asphalt 9 Legend. Asphalt 9 Legend đưa người chơi hòa mình vào thế giới tốc độ với hơn 50 siêu xe khủng trên khắp các địa danh nổi tiếng có thật trên thế giới. Với các chế độ quen thuộc như Career Mode hay so tài trong chế độ Multiplayer Mode với nhiều người chơi đam mê tốc độ khác trên thế giới. Một tính năng mới khá thú vị có mặt trên Asphalt 9 Legend là bạn có thể tự tạo một race loop giúp bạn có thể kêu gọi người chơi tham gia vào đội của mình để thi thố tài năng nhằm hướng tới danh hiệu số 1 thế giới. Asphalt 9 vẫn sở hữu gameplay cùng với những tính năng cơ bản hệt như những phiên bản trước, từ hệ thống xe cho tới bản đồ hay các đoạn đường đua hiểm trở. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chính là nền đồ họa trong Asphalt 9 đã được nâng cấp và chỉnh sửa đẹp mắt hơn khá nhiều để mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người chơi. The Room Ocean. The Room Ocean là một tựa game giải đấu rùng rợn, có các nhiệm vụ hóc búa với bầu không khí ám ảnh, khiến cho việc chơi game trở nên thú vị hơn. Nó không chỉ giải quyết các câu đố mà còn khám phá địa điểm và làm sáng tỏ bí ẩn của nó. Có một ngôi nhà búp bê nơi phần lớn các trò chơi diễn ra. Bạn có thể biến đổi nó thành bất cứ thứ gì bạn muốn và với mỗi lần biến đổi sẽ mở ra một câu chuyện mới với rất nhiều câu đố để giải. Trong The Room Ocean thì bạn sẽ đóng vai một thanh tra, bạn sẽ không chỉ thử chạm lướt tay và nhấn vào những phần khác nhau trên các vỏ hộp và cổ máy để khám phá ra bí mật của chúng, mà còn cố tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với đôi tình nhân trẻ tuổi trong phần cốt truyện chính của trò chơi. Tale of the Mirror. Tale of the Mirror được phát triển bởi Cotton Game, qua đó game thủ sẽ trải nghiệm toàn bộ câu chuyện của game dưới dạng tiểu thuyết trực quan. Bối cảnh game diễn ra ở phía nam sông Dương Tử và cuối đời nhà Minh, game thủ sẽ nhập vai vào một nho sinh và tình cờ nghe được câu chuyện thấm đậm nước mắt. Bắt đầu từ đây, game thủ sẽ bước vào cuộc hành trình đi tìm sự thật và đòi lại công đạo cho án oan của người phụ nữ thời phong kiến. Tale of the Mirror không phải là một tựa game AAA sở hữu đồ họa đỉnh cao, tuy nhiên cốt truyện sâu sắc cũng như khả năng tương tác tốt của game chính là điểm nhấn khiến game thủ tò mò và tìm hiểu thêm về vụ trọng án bên sông Dương Tử mùa sương này. Tower of Fantasy. Tower of Fantasy được đánh giá rất cao với đồ họa chân thực được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4. Bên cạnh đó, lối chơi nhập vai thế giới mở kết hợp với phong cách công nghệ hiện đại càng mở ra một thế giới kỳ ảo dành cho tựa game này. Ngoài bối cảnh và đồ họa đỉnh cao, thì cốt truyện của game cũng đồng thời để lại nhiều cảm xúc trong lòng game thủ. Tower of Fantasy đề cập đến nhân tính cũng như những cảm xúc giữa con người và trí tuệ nhân tạo AI, thậm chí vấn nạn ô nhiễm môi trường nóng lên toàn cầu cũng được lồng ghép khá công phu trong game. Unruly Heroes.
Unruly Hero Mobile xây dựng trên nền tảng thể loại game giải đấu 2D kết hợp hành động hack and slash, đôi lúc lại có cảm giác như một game beat 'em up, đặc biệt là khi có rất nhiều kẻ thù đang áp sát và phải sử dụng các đòn kết hợp siêu tuyệt vời để giải quyết hết. Unruly Heroes tiếp tục câu chuyện về Tôn Ngộ Không trong một cuộc phiêu lưu lấy cảm hứng từ truyền thuyết kinh điển Tây Du Ký của Trung Quốc. Game được thiết kế đồ họa phong cách vẽ tay cực kỳ ấn tượng với những gam màu nóng rực rỡ. Black Desert Mobile. Nếu từng chơi qua bản PC thì bạn sẽ thấy đồ họa bản mobile không hề thua kém gì nhiều về hoạt họa của nhân vật cũng như hiệu ứng skill. Cụ thể những mô hình nhân vật, các loại vũ khí, giáp trụ đều được thiết kế chi tiết và được sở hữu các hiệu ứng tầng thời, mang đến chất lượng hình ảnh sống động, ít nhiều khiến nhiều người phải giật mình choáng ngợp khi trải nghiệm. Cũng cần phải nói thêm là đội ngũ sản xuất tối ưu LED Desert Mobile cực tốt khi chơi trên mọi thiết bị di động. Trong quá trình trải nghiệm, người chơi không gặp bất cứ vấn đề tụt FPS nào cả, dù là trong các hoạt động chiến trường đông người. Tất cả quá trình chơi sau hơn 3 tiếng đồng hồ thực sự ấn tượng, và ngay cả khi bạn chơi game này chỉ vì đồ họa thì chẳng có gì mà phải tiếc thời gian tải game đâu. Sky Children of the Light. Sky Children of the Light là một tuyệt tác game phiêu lưu được xây dựng trên một lối kể cốt truyện mới lạ và nét đồ họa 3D đẹp lung linh. Xuyên suốt tựa game, người chơi sẽ được trải nghiệm một phong cách kể cốt truyện hoàn toàn mới mẻ, không sử dụng những dòng viết chữ dài dòng hay giọng nói vang lên quá nhiều. Sky Children of the Light sẽ mang đến những bức tranh điêu khắc lấp lánh ánh sáng để kể về biên niên sử có cả một triều đại cùng với nguồn gốc của sức mạnh ánh sáng. Qua đó người chơi sẽ phải đi khám phá qua 6 vùng khác nhau của vương quốc, bao gồm quần đảo Bình Minh, thảo nguyên ánh sáng, khu rừng huyền bí, thung lũng Khải Hoàng, sa mạc vàng, kho tri thức. Trên chuyến hành trình ở mỗi vùng đất, người chơi sẽ phải gặp gỡ những linh hồn cổ nhân đã từng là những người cai trị những vùng đất trên mây kia.